Thưa quý vị, hôm nay 10 tháng 10 là ngày chuyển đổi số quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22 tháng 4, 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 505 về ngày chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, ngày 10 tháng 10 hàng năm được lấy là ngày chuyển đổi số quốc gia. Những ngày 10 tháng 10 số 1 và số 0 là hai số của hệ thống số nhị phân là ngôn ngữ căn bản của máy tính và cũng là hình ảnh tượng trưng kinh điển cho công nghệ thông tin của trước đây và công nghệ số của thời đại ngày nay. Việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia hàng năm còn nhằm nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.